Còn Phương thì rất là thích xây nhà ở đây, nhưng mà Phương thì sợ tại vì nhìn cái núi hơi bị cao. À, nhìn rõ nhưng mà. Hả, thì mình sẽ sợ mà. Sợ là bây giờ. Hôm nay, anh ấy nói anh ấy không nhớ, ngày mai anh ấy nói anh ấy không nhớ. Anh ấy nói, nông thôn nhiều vấn đề. Mua một căn nhà và làm giấy tờ xong rồi thì không có cơ hội để mua đất nữa. Rồi muốn mua đất ở quê thì mình phải có con đường để sở hữu được một căn nhà, rất là khó khăn vất vả luôn. Không, bữa giờ mùa đông là qua cho mọi người xem rất là nhiều cái bàn này nè. Không biết là ở miền Bắc Việt Nam mình có ứng dụng được cái bàn này hay không. Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào mọi người. Chiều hôm nay thì cuối tuần hai tụi Phương về quê của chồng Phương chơi. Đang mới vừa xây xong một cái đường cao tốc, cho nên là đi về cũng rất là tiện. Tụi Phương đi về quê để tìm xem có miếng đất nào có thể xây nhà được không. Thì xây một ngôi nhà ở quê. Hôm nay thì Phương sẽ dẫn mọi người đi xem quê của chồng Phương nha. Qua cái khúc chuyện này là mình có thể lên được đường cao tốc rồi. Tại vì xây đường cao tốc cho nên là về quê rất là thuận tiện. Chỉ có 6 phút trên đường cao tốc này là có thể tới được quê của chồng Phương. Thì có những cái chiếc xe buýt như thế này để đi từ ở dưới quê lên trên phố, rất là tiện luôn. Đây, qua chỗ này là cái trạm thu phí, trên đây thì sẽ lên đường cao tốc. Của mình phải là trai ô tô hả chị ạ? 6.5 回去6.5，然后回来也是6.5。嗯，高速ở đây thì có 4 làn đi rất là thoải mái luôn. Mà ở Trung Quốc đi thì vẫn thấy đường cao tốc ở đâu cũng đường cao tốc mới nào cũng rất là rộng như thế này. Đây là 4:39。嗯。4:45就可以下，差不多，不到了。啊。16:39 tầm khoảng 16:45 là tụi Phương có thể đến được quê rồi. Vì gần như vậy đó cho nên là tụi Phương cũng muốn tìm một miếng đất để xây nhà ở dưới quê, nhưng mà kiếm được một miếng đất ở quê xây nhà rất là khó luôn. Tụi Phương tìm cả năm trời rồi nhưng mà vẫn không thể nào giải quyết được cái thủ tục để mà có thể xây nhà được ở đây. Năm ngoái thì tụi Phương đã tốn rất là nhiều thời gian để đi tìm đất dưới quê để xây nhà. Tại vì mặc dù là nông thôn nhưng mà ở khu này thì người ta xây rất là nhiều biệt thự, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Ở dưới nhà dưới đất thì sẽ thoải mái hơn là ở nhà chung cư. Bây giờ thì sắp xuống đường cao tốc rồi thì Phương sẽ quay cho mọi người xem cái đoạn mà xuống đường cao tốc nha. Mặc dù là một đoạn đường nhỏ thôi nhưng mà có đường cao tốc thì rất là tiện. Nếu mà ở dưới khu này mình có nhà ở dưới này thì lâu lâu mình lên thành phố chơi cũng được. Chỉ mất khoảng 15 phút lái xe thôi. Mọi người nhìn thấy là nhà nó ở nông thôn nhưng mà rất là đẹp nè. Thì tụi Phương thích ở những căn nhà như thế này. Nên là năm ngoái đã tốn rất là nhiều thời gian để đi tìm đất. Khu mà xuống đường cao tốc này, đây là như là có ai đó qua đời ở đây. Lần đầu tiên Phương đi qua một cái đám tang như thế này. Nè, 4:44. Ừ. Ha ha. 44. Ừ. Đây là phòng tử rất đa ha. Ừ. Đây là cái chỗ gì? Ở đây khai là cái Yang Zhou Hủ Guo. Nhà này chắc là nhà lớn nhất ở trong cái thôn này. Thì đó, cũng mới xây, đường cao tốc này cũng mới xây 3 năm thôi. Xây trong vòng 3 năm thôi. Khai là gia Yang Zhou Hủ Guo. Ừ, mấy cái nhà này là xây cùng lúc với đường cao tốc này luôn. Thì đường cao tốc này mới xây 3 năm thôi. Nhà cũ của chồng Phương ngày xưa thì ở ngay cái đoạn này. Nhưng mà bây giờ xây đường cao tốc rồi cho nên là không còn nữa. Đường này thì vẫn thấy xây rất là nhanh, năm 2019. Đấy thì ở nguyên đoạn đường này còn là quả núi. Lúc đó thì cũng đầu năm 2019 thì Phương đến đây, đầu năm 2020. Cái gì?
nhà, cái đỉnh núi đó là nhà cũ của chồng Phương, nhưng mà bây giờ bị giải tỏa rồi, giải tỏa để xây đường rồi. Thì họ xây rất là nhanh, năm 2018, đầu năm 2020 Phương đến đây thì đoạn này toàn là núi rồi thôi. Nhưng mà mặc dù dịch Covid nhưng mà người ta vẫn tiếp tục xây. Bây giờ thì xung quanh là nhà cửa.这块地在我们的地，开始最想在这里修房子。啊，以前我们家在下面嘛。嗯。但现在你看，变成了一个大桥。这条高速是去重庆的，刚修的。去重庆的。啊。哦，给。修这条高速把我老家都拆了。啊， đây trước đây là cái thôn, thôn của nhà chồng vừa đây, nhưng mà xây cái đường này thì sẽ đi Trùng Khánh. À, thì người ta giải tỏa. Cái núi đó là nhà chồng Phương là ngày xưa ở ngay chỗ đó, mà nửa cái núi này thì bị giải tỏa rồi, người ta phải dẹp đi nửa cái núi, còn nửa cái núi nguyên đó mọi người thấy không? Đây thì lúc nãy là mình vừa ở đoạn kia, ngay chỗ kia, cái khúc cua kia là đường đi xuống cao tốc. Thì chồng Phương có một miếng đất ở đây, xin lại khoai à. Cô lại thăm à? Thì tụi Phương muốn xây một cái nhà nhỏ ở đây, nhưng mà mọi người nhìn xem, Phương thì rất là sợ cái núi cao này, vì cái núi này cao quá. Sumi. Sumi. Phía sau toàn là núi, nhưng mà núi thì rất là cao. Phương hỏi mọi người thì không ai nói có vấn đề gì cả, người ta vẫn xây nhà như vậy. Còn ở phía trước thì người ta ở Đà Nẵng thì view biển, còn ở đây thì view núi. View núi, view cầu. Cầu thì không có bắc qua sông mà bắc qua những ngọn núi như thế này đây. Mỗi lần mà có xe lớn đi qua thì sẽ hơi ồn một chút. Thấy cái sơn trên này có cái miếu, trên cao đó trên này có cái miếu nhỏ. Nhỏ thời điểm chúng ta có thể leo lên, leo 2-3 tiếng. Thấy rồi. Hiện tại không có người ở đây nữa. Thấy rồi. 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 Thấy với lại miếng này thì liền nhau, nếu mà xây được thì có thể là mua luôn cái miếng của người ta này, mua miếng phía trước này luôn, rồi có thêm một miếng nhỏ nhỏ này nữa. Đây xây không được, cái khoai đất xây không được, không xây. Tao nói đây là cấy đất, chỉ có thể dùng để trồng đất, không được. Chồng Phương thì rất là thích chỗ này, nhưng mà Phương thì sợ ở trên kia đá rơi xuống. Nhưng mà có mấy người thì góp ý là chỗ này phong thủy không được tốt, với lại xung quanh ở phía trước này với đoạn đường ở trên kia đi xuống thì không có nhiều người, không có nhiều nhà, cho nên cũng sợ xây ở đây thì sợ trộm cướp. Ở phía dưới kia thì có một cái thôn, rồi dưới kia thì được cái là bằng phẳng hơn. Đây là ngồi vẫn có chút chảo đó, thực ra. Đất này thì giờ nhà Phương đang đưa cho người ta trồng, người ta đang giờ thì người ta không trồng, nhưng mà bình thường thì cũng trồng đậu, trồng bắp. Chồng Phương thì rất là thích xây nhà ở đây, nhưng mà Phương thì sợ, tại vì nhìn cái núi hơi bị cao, sợ bị rơi đá xuống như này là Phương rất là sợ. Nhưng mà ở Quý Châu để tìm được một mảnh đất bằng phẳng thì rất là khó. Đây, mọi người nhìn xem. Mà hôm nay đến đây thì thấy ở đây có khác biệt hơn rất là nhiều, tại vì ở đằng kia người ta làm một cái quán lẩu thì cảm thấy là đông vui hơn. Bây giờ thì đưa mọi người đi xem ở cái khu phía trước nha. Phía trước thì có một nhà cũng mới vừa xây, mới hoàn thiện luôn. Nhà kia thì chỉ cách có 200 mét thôi. Đây, nếu mà ở khu này để tìm được một mảnh đất bằng phẳng để mà xây thì rất là khó luôn. Đến rồi. Ta hiện tại khai là cái xương sơ điện ở đây. Khai lên, đã chính khai lên. Khai lên.
Bây giờ thì nhìn nhộn nhịp hơn nhiều, nhà đằng này mấy ngày trước xây thì cũng bỏ không, bây giờ thì đã làm một cái tiệm rửa xe, nhìn cũng rất là đông vui. Tụi Phương định mua miếng đất này, phía sau thì cái núi cũng khá là cao, thì cũng làm rất là nhiều thủ tục, nhưng mà bây giờ vẫn nói là đất này không có được xây vì đất hoa màu, đất lại trồng trọt. Nhưng mà không biết sao lại có người đến đây để dọn dẹp, không biết là vì sao nữa. Đây mọi người xem. Xếp vào đây sao rồi? Sư sư mới hiểu chi huy đâu. Sư thì mới hiểu, sư sư mới hiểu chi huy mà cho quay đi đâu. Yeah. 我也不知道他卖多少钱呢。 但这里交通是最好的，这十字路口，对不对？嗯。左边上高速，嗯。右边去镇里面，嗯。然后下面去村的中心。 Nghe chỗ này thì đi lại rất là thuận tiện, có thể đi lên đường thị trấn, có thể đi về nông thôn qua cái đoạn này, hay là lên đường cao tốc cũng rất là tiện. Rồi ngay cái con đường này thì cũng có xe buýt đi lên thành phố luôn. Thì tụi Phương đã tốn rất là nhiều thời gian cho miếng đất này để đi xem pháp lý nè, rồi gọi địa chính xuống để đo đạc xem các thứ, nhưng mà chưa dám nói cho chủ đất biết. Sợ là người ta biết thì người ta sẽ làm khó dễ cho mình. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ thấy người ta dọn dẹp đất như thế này, không biết là có còn bán nữa hay không. Nhà phía trước là nhà bà con của bên chồng Phương, thì anh bên đó cũng muốn tụi Phương là về lại ở cùng, cho nên là giúp tụi Phương rất nhiều để tìm hiểu về miếng đất này. Nhưng mà bây giờ thì thấy khả năng cao là không được rồi. Bây giờ mấy ngày trước Phương đến đây thì thấy khá là buồn vì thấy vắng vẻ, nhưng mà đợt này thì thấy mở tiệm lẩu nè, rồi thấy mở một cái tiệm sửa xe nữa, nên là thấy đông vui hơn rất là nhiều. Ở phía dưới kia thì có một cái thôn nữa nè mọi người. Đây, miếng đất này được cái là ở phía trước này có một cái khoảng đất trống này, thì mình có thể sử dụng được. Phía trước có mấy gì đang đi làm về. Chị Hà Phổ Phô. Hả? Lý Minh Trinh à? Lý Minh Trinh à? Lý Minh Trinh à? Hả? Lý Minh Trinh à? Hả? Lý Minh Trinh à? Hả? Mấy đợt trước về thì cảm thấy nhìn ở đây nó rạm rạp u tối quá, nhưng mà hôm nay về nhìn thấy tự nhiên thấy thích quá, nhưng mà không biết là mình có còn mua được miếng đất này nữa không. Ở Trung Quốc thì để mua được miếng đất xây nhà rất là khó, nhưng lúc nãy Phương nói với mọi người là nếu mà đã mua một căn nhà và làm giấy tờ xong rồi thì không có cơ hội để mua đất nữa. Rồi muốn mua đất ở quê thì mình phải có hộ khẩu ở ngay ở khu này luôn thì mới mua đất được ở khu này, chứ mình không được mua ở khu khác. Rồi đất ở trên cái khu này rất là ít, đất có thể xây nhà thì rất là ít luôn. Tụi Phương phải lên trên trên phường, trên xã để kiểm tra thì chỉ có một vài miếng đất có thể được xây nhà thôi. Nhưng mà mọi người xem, có những miếng xây nhà được thì nó nằm ở trong cái núi như thế này. Còn hôm trước thì có thấy được một miếng rất là đẹp, nói chung là rất là đẹp, ở một cái vị trí cũng bằng phẳng, nhưng mà ở phía dưới thì nó có một cái hang động, một cái động, cho nên là tụi Phương không dám mua, sợ phong thủy, vấn đề về phong thủy các thứ, cho nên là không dám mua. Thì chỉ có được một miếng đất lúc nãy mình xem. Mấy hôm trước thì cũng đi làm xem các thứ, đi kêu địa chính xuống đo đạc các thứ, nhưng mà bây giờ thì người ta nói là đất cũng là đất hoa màu, muốn làm thì phải đổi giấy tờ, thì tụi Phương cũng đang đi hỏi thăm, nhưng mà bây giờ thì không biết là chủ đất có còn bán nữa hay không. Con đường để sở hữu được một căn nhà rất là khó khăn vất vả luôn. Anh này thì ngày xưa thì ảnh đi làm ở nơi khác, rồi mới về làm cái nhà này, rồi giờ mở lên một cái tiệm sửa xe rất là tiện. Lúc nãy mình đi xuống đường cao tốc ở cái kia, đi xuống đây thì chưa tới một cây số, cũng rất là tiện, không biết là có khách không. Có người ở cái nhìn miếng đất này là khác hẳn. Xin chào cơ. Vậy mà, chú xin mai rồi mà.
你卖的吗？自己烧的，自己烧吗？烧柴火的。啊、哦，烧啊。啊，ở bên này thì anh còn xây một cái hồ để nuôi cá nữa. Wow, này siêu rất là to rồi chú Phan. Nó giằng xu đúng không? Khu này thì để nuôi heo, nuôi bò. Còn ở đây thì một cái bếp. Nhìn dễ thương ghê á, nhìn cái bếp như thế này thì ta thấy nhớ nhà quá. Wow, rất là khăn. Thôi sao? Để hả cơ? Wow, cái bếp đẹp quá. Cái này thì có thể nhìn ra ngoài được, có ánh sáng nè. Còn ở đây thì ở Trung Quốc thì người ta làm những cái bếp này rất là to, cái bếp để xào đồ ăn to như thế này. Ở đằng này cũng có một cái nữa, chắc là có nhà thì mình thì gọi là chú, nhưng mà thật ra thì chú này là anh bên chồng của Phương. Thì cái này người ta thường dùng khi mà làm những tiệc lớn, thì nấu những bữa ăn lớn thì mới sử dụng cái bếp lớn như thế này. Còn có gia đình thì dùng để nấu cám cho heo. Mấy cái nán xin tôi cho yên để bao giờ mà hút thuốc mà sợ người ta biết mình hút thuốc nữa. Đây ở Quý Châu thì nhà nào cũng có một cái bàn này. Nhà nào cũng có một cái bàn này để sưởi thì sẽ bỏ than vào. Rồi cái này thì đưa khói ra nhìn răng ra ở ngoài. Nhà nào cũng có hết. Dưới tầng 1 thì anh để là làm sửa xe, không biết là tầng 2 làm xong chưa. Vừa xây hết cái nhà, xây thô là 30 vạn. Chỉ xây thô thôi là 30 vạn. Ở khu này thì người ta quy định là nhà chỉ được xây 2 tầng thôi, nhưng mà anh xây đến 3 tầng. Thì vừa rồi tụi Phương đi coi đất cái miếng đất đó, thì ở bên chính quyền địa phương cũng nói là chắc là nhà anh sẽ bị dỡ đến 1 tầng. Nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa có động tĩnh gì hết, chưa có động thái gì hết. Ở bên này về cái luật đất đai, luật xây nhà cửa rất là nghiêm khắc luôn, không có ai lấn luật được hết. Thì chứ mà cảm giác không giống như thế, nó xem ra rưa nào là cảm giác hay khơi. Xin chứ đi rồi. Chứ đi hay là khai tiên. Khai ra, có xe, bình thường có xe qua là rất tốt. Có xe qua là rất tốt. Nên sau này khai ra hủ phố điện. Chúng tôi đây khai ra cà phê điện. Đừng cười. Khai ra xin bác cà phê điện. Nếu mà Vương cũng nghĩ là nếu mà là được làm được nhà ở đây thì có thể là mình làm một cái quán nước nhỏ. Ở đây thì yên tĩnh với lại không khí trong lành. Nếu mà không ở đây thường xuyên thì mình có thể là lễ Tết nè, anh chị em bà con tập trung về đây ăn uống thì cũng được. Nhưng mà ở đây thì khá là thuận tiện. Thì nếu ở đây lâu dài thì cũng không có vấn đề gì hết. Ây, cầu mong cho mình có may mắn. Lúc trước thì Phương sợ là ở đây không có đặt đồ ăn được, không gọi đồ ăn được. Nhưng mà giờ thì ngay gần đây có nguyên một tiệm lẩu luôn. Chứ chỉ khai cái cà phê điện cho cô là. Bây giờ thì đi xuống ở phía thôn như kia, cái nơi mà bằng phẳng nhất cho mọi người xem thử nha. Khu này thì bằng phẳng, đồng bằng hơn, mọi người nhìn nè. Nông thôn nhưng mà toàn là nhà 3 tầng. Mình từ nơi này xuống mà. Ừ. Bên này xuống. Ừ. Đang ở mình tại cái tòa sơn ở phía sau. Ừ. Đi một khối đất. Ừ. Và ở bên này là thứ hai khối đất. Ừ. Và từ nơi này xuống. Ừ. Đây là cái khu vực là CBD. Tức là mình ở phía trên kia đi xuống, đâu phương ở đằng kia của ngọn đồi. Còn
Cái đằng này là cái miếu lúc nãy Phương qua cho mọi người xem nè. Người ta trồng hành ngò. cái chỗ này thì có cái cầu. Chỗ này thì có mấy ông, mấy chú, mấy dì hay ngồi chỗ này chơi. Nếu mà đến vào lúc trời nắng á, thì có mấy ông, mấy bác ngồi ở đây để sưởi ấm nè. Nông thôn nhưng mà nhà toàn là nhà cao tầng không, 2-3 tầng không. Và ở phía trước thì có một cái quán karaoke. Phương rất là thích ở cái khu này tại vì nhìn nó bằng phẳng hơn, với lại cũng đông đúc hơn. Mà đường xá cũng sạch sẽ, nhà cửa cũng khang trang. Có thấy có vẻ là vui hơn ở khu trên kia. Vì sao mà chúng ta ở đây không mua khoan gì nè? Đây này? Ừ. Cảm thấy người đông không? Đúng rồi. Người đông không? Nhưng mà bạn sống ở đây, bạn phải với những người nông thôn, người già, có thể sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Vấn đề gì? Hôm nay, 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 một cái tính nhiều chuyện á, nên là hay đến nhà người này người kia nói chuyện này chuyện kia vậy đó. Cái cầu này chồng Phương nói là có ít nhất là 50-70 năm rồi. Ừ. Vào ngày nắng thì có mấy ông hay ngồi đây tám chuyện nè, cục tình báo của thôn. Ngày xưa thì cái cầu này có nước nhưng mà bây giờ thì khô hết rồi. Đây là chỗ trung bình nhất của địa phương. Đây là địa rất dài, đều là bình đẳng. Hai bên đều là núi, thấy không? Đây là địa rất tốt. Đừng không thích ở nhiều người trong làng. Nói là không thích ở những cái nơi đông đúc sợ bị nhiều chuyện, nhưng mà thật ra thì những cái miếng đất bằng này mình đâu có mua được để xây nhà đâu. Nhìn thì rất là vuông vức, rất là bằng, nhưng mà toàn là đất hoa màu, đất để trồng trọt thôi, không có xây nhà được. Nhưng mà lúc đó chính phủ đã sợ rồi, nó sợ nếu sau đó phải sử dụng những đất này, phải xây đường, phải gì đó, nếu mà đâu đó xây nhà, nó thiệt tiền, thiệt không được, nó phải xây đất. 他赔没钱赔了，所以他不让修啊。现在他说这些都是耕地，只能用来种地，只能用来种水稻种什么，不让修房子。不管你有什么关系，你家里有什么关系都不让修。他每年会有卫星扫这些，把这些土扫下来。如果去年这里这块是农地，但今年它变成房子了，那这个当地的政府就会被处理。 Rất là nghiêm khắc luôn. Tại nông thôn, vì vẫn chưa có trẻ em. Không có trẻ em. Đúng rồi. Đúng rồi. Chờ trẻ em đều đi làm việc rồi. Trẻ em ở thành phố, có những ở tỉnh khác, ở ngoài làm việc. Trẻ em rất ít. Mở một quán ăn ở đây, không có ai đến. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi mua thịt. 走，现在我们去买两斤羊肉，找我朋友去我朋友家喝酒去。 Bây giờ thì tụi Phương sẽ đến cái tiệm mà thịt dê lúc nãy để mua một ít thịt, xong rồi đến nhà bạn của chồng Phương chơi, cũng ở trong cái thôn này luôn. Đi xem chơi liền mà. Nông thôn đây, giang đô của cô thế nào? Có rất là nhiều nhà bỏ không ở trong này. Người ta có nhà ở trên thành phố thì họ lên thành phố để làm việc, hay là đi nơi khác làm việc, rồi nhà thì tết mới về thôi, nên là bỏ không rất là nhiều. Có những người thì người ta có nhà ở thành phố luôn thì chỉ để nhà bỏ không ở đây thôi chứ cũng không có ở. Còn những người như tụi Phương thì muốn có một căn nhà ở quê để ở, để làm vlog nè, nhưng mà rất là khó luôn. Nghe cái tiếng này thì cảm giác đúng là ở quê luôn nè. Người ta đi rao là có ai làm rèm cửa không?
Quay lại cái tiệm mà thịt dê này, không biết là mở chưa, không biết là đã khai trương chưa. Nhưng mà hôm nay đến thấy đông đúc, tại vì ở phía trước là có một cái đám tang cho nên là đông người. Còn bình thường thì không có ai hết. Ừ. Nhà to quá. Mấy lần đi lên đây nhưng mà Phương chưa có vào nhà này chơi. Chồng Phương ở đây vai vế rất là lớn, nhiều người gọi chồng Phương là chú, bác hay là ông. Ồ, người ta đeo tang nè. Thịt dê mình hay ở đây rất là tươi luôn. Ở đằng kia có một cái đám tang cho nên là như mọi người tập trung qua đây để đánh mặt trượt. Hình như là cũng bà con với nhà bên kia, mình thấy người ta đeo tang nè. Nước lẩu thì người ta hầm sẵn rồi, mình lấy một ít nước lẩu đi rồi cân thịt dê thôi. 210, cứ tưởng là thế này ăn thôi nhưng mà không ngờ là ông chủ còn đem xào lên nấu lẩu nữa. Lấy cái nước lẩu, nước này là hầm sẵn rồi nè, rồi nấu lên. Dẫn dụng không? Hôm bữa thì Phương có qua cho mọi người xem ăn mì dê rồi. Hôm nay thì ăn lẩu dê. Đây, những cái mì như thế này. Cái này với Việt Nam mì Quảng Châu cũng là khác nhau. Ừ, giống là. Cái này là cứng. Ừ, cứng là chủ yếu sao được cái gì đây? Bỏ gia vị vào. Trong. Bỏ vô. Cái gì đây là? Ai vậy? Không biết chúng ta dùng cái gì. Chúng ta dùng cái. Hả là má? Hả là. Chúng ta dùng cái đó. Chúng ta dùng cái. Nếu như vậy, bây giờ chúng ta dùng cái gì đó. Chúng ta dùng cái gì đó. Chúng ta dùng cái gì đó. Vậy là. Thấy dần đó. Vậy là nồi lẩu đã xong. 470 bột nồi lẩu như thế này. À, không có rau, không có gì hết. Mặc xì xì lá bàn. Bye 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 bye. Toàn là nhà biệt thự không? Mà mọi người để ý là nãy giờ những cái khu này nhà xây giống nhau đúng không? Thì chính phủ sẽ tài trợ tiền để cho người ta làm ở bên ngoài giống nhau như vậy. Nhà nào mà chưa có xây ở bên ngoài như thế này, tức là nhà mới xây, thì chính phủ đang hết tiền cho nên là chưa được tài trợ. Toàn là một kiểu thôi. Hiện tại không kể, hiện tại ngoài mặt tường là tự mình lung mà. Tự mình lung mà. Không có tiền là chính phủ có tiền. À, như cái nhà này là mới xây nè. Cầu lắm chứ, bây giờ xem rồi chứ. Đó, thì có nhiều người thì xây xong rồi chờ nhà nước tài trợ tiền để làm ở bên ngoài, nhưng mà có nhiều người thì không thích, tại vì không có đẹp. Nhưng mà Phương thấy cũng đẹp, Phương thấy thì như thế này cũng đẹp, lại được tài trợ miễn phí nữa. Này, đang xây nữa nè. Nhưng mà chồng Phương nói thì không đẹp, thiết kế này không có đẹp, cái cho tiền cũng không lấy, không cần. Rồi, đây là cái khu trung tâm nhất của cái thôn này nè. Thì trong một tuần thì sẽ có vài ngày người ta tập trung hỗ trợ ở đây, rồi buôn bán ở đây, rồi nếu mà mua đồ thì cũng sẽ ship đến khu trung tâm này luôn, rồi mình tự đến lấy. Đây mấy ngày thiên cải nhân sản. Năm ngày, ủ thiên mà. 5 ngày thì sẽ hộp chợ một lần ở đây, và vào những ngày đó mà mình chạy xe ô tô vào đây là mình không có đi được luôn. Đây này trước có 2 cái trường học, 1 cái小学, 1 cái中学. Nhưng hiện tại 小学也垮了，中学也垮了。 因为没有小孩了，小孩现在这里都去城里面读书了。因为以前是交通不方便，大家都在农村读书。现在交通方便了，这些家长他都觉得这农村的教育条件不太好，都送到城里面去读书。那学校都开垮了。以前只有一个班上只有2个学生，3个学生，前两年。
在那块。嗯，Phương vừa rồi cũng muốn đi quay cái trường học ở đây à, nhưng mà chưa kịp đi quay thì nghe nói là giải tán luôn, học sinh bây giờ lại thì trắng học hết. Đâu rồi? Đâu rồi mà. Nhưng nếu mà nông thôn mà ở những cái khu như thế này thì cũng ok mà. Đây là trước là của chúng ta trung học, hiện tại biến thành 幼儿园了。但这里是不是像政府？嗯。其实是他们自己家，他自己家修成这个样子，政府一样。就是刘氏平安院，他们家的，就是他们家的玩具。nhìn giống như là một cái à, cái cơ quan nhà nước nhưng mà thật ra là nhà người ta chứ không phải mà. Đây là nhà của bạn Phương. Anh bạn này là làm ở Hàng Châu mới về. Nghe nói là bây giờ cuối năm rồi công ty hết việc làm cho nên là cho về. Nên là bữa nay tụi Phương mới đến nhà bạn. Của chồng mình chơi một món đặc sản của Quý Châu, lạp xưởng gác bếp. Món này là nhà của bạn mới làm để ăn năm mới. Cái bàn sưởi ấm thì có thể nấu lẩu được luôn. Phía dưới là dùng bằng than. Thì nhà nào cũng có một cái bàn như thế này. Không, bữa giờ mùa đông là qua cho mọi người xem rất là nhiều cái bàn này nè. Không biết là ở miền Bắc Việt Nam mình có ứng dụng được cái bàn này hay không. Thì ở phía dưới này có than nên là tỏa nhiệt là rất là ấm. Đó, khói thì sẽ ra đây. Hồi mới qua Phương không biết là cái cây này rất là nóng mà đụng vào rất là nóng. Và người ta cái nhà này thì nhà bạn Phương thì có một cái lớp lưới bảo vệ ở ngoài rồi cho nên không sợ. Giờ thì cả nhà sẽ ăn lẩu dê rất là thơm. À, xin chào. Một chén nước chấm giống như ở Việt Nam mình là ăn nước mắm. Còn bên này thì ăn một chén nước chấm như vậy. Bây giờ thì Phương sẽ cùng với cả nhà ăn tối thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye. Còn cứ bye bye sao? Bye.